Xin cảm ơn các thầy cũng mình có chương trình nhà trường, các thầy cô giáo và các vị khách quý cũng như ban tổ chức của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn sinh viên thân mến. Lần đầu tiên bước chân vào Đại học Long, mặc dù là tôi đi qua đường suốt thì nhà tôi ở ngay trung tâm, tôi ở phòng đi qua đi lại trường rất nhiều. Lần đầu tiên vào trường phải nói rất ấn tượng, nhưng mà đi bên ngoài thì trường có đẹp rồi, nhưng mà vào đây thì choáng ngợp hơn nữa bởi vì trường khá là đẹp. Khi tôi đi học ở Đại học Quy Nhơn của Thái Lan thì bộ trưởng nó cũng thể đẹp như này được năm 2006. Tuyệt vời, xin chúc mừng tất cả các bạn sinh viên. Tôi có được cơ hội đặt chân đến 63 tỉnh thành rồi, và tôi già cũng sắp xuống lỗ hết nơi rồi. Tôi làm việc về qua rất nhiều các đơn vị. Tôi xin giới thiệu qua các bạn một chút, không các bạn ở trên này có một thằng Yên cũng rất là tinh. Tôi đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế thông qua dự án phát triển là về y tế. Tôi thường xuyên làm việc với người bị trích ma túy, phụ nữ bán dâm, người nhiễm HIV, những người đồng tính. Học trò của tôi thì có thể là các em nhỏ, khi mà tôi dạy cho họ về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, hoặc là có học trò tôi có thể là các thầy cô giáo đại học. Tôi làm việc có thể buổi sáng làm việc với mại dâm, chiều làm việc với ma túy, tối hoặc là cuối giờ chiều có thể làm việc với các anh chị đại diện chính quyền cấp tỉnh thành phố. Công việc của tôi khá là phức tạp và đa dạng, và tôi trưởng thành từ một người đi lên từ một vai trò chỉ là bạn trợ lý dự án, rồi cuối cùng khi mà làm đến quản lý dự án hoặc là làm cố vấn về mặt kỹ thuật trong một tổ chức phi chính phủ thì tôi có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều vị trí. Trong công việc của tôi thì ngoài kiến thức và kỹ năng thì trải nghiệm là thứ rất là quan trọng. Và khi làm việc với các bạn nước ngoài quốc tế thì đến kể cả gần đây khi mà tôi làm việc với các bạn nước ngoài trong văn phòng của tôi thì sợ tôi, bởi vì tôi hay vặn vẹo họ rất là nhiều. Và thậm chí là các bạn hình dung là khi mà tôi làm việc với phi chính phủ, tức là bọn tôi là vô chính phủ, thế là không sợ ai cả. Và sẵn sàng là ở trong tay tôi có rất nhiều nhân viên, tôi có thể giỏi và to hơn cả các cấp lãnh đạo, là tôi có thể sa thải nhân viên bất kỳ lúc nào, hoặc tôi có quyền tuyển dụng nhân viên. Thế là tôi đã qua vị trí tuyển dụng người. Thế thì hôm nay gặp các bạn ở đây thì tôi chỉ có một tiếng thôi. Và các bạn sẽ thắc mắc là tại sao hôm nay bác sĩ đến đây nói chuyện làm gì? Tiếp theo các bạn thì tôi là bác sĩ thì tôi phải học từ trường nào ra? Đúng rồi, chắc chắn học trường y. Thế thì nếu muốn thi vào trường y thì tôi phải học môn gì? Sinh. Sinh, đúng rồi, gì nữa? Hóa, gì nữa? Toán. Toán, đúng rồi, toán hóa sinh. Tức là ngay từ khi tôi còn nhỏ, vì mẹ tôi thì nguyên ác, tôi đã xác định mục tiêu là mình phải thi vào trường y để làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Đó, mục tiêu rõ ràng không? Có. Rất rõ ràng luôn. Và để thi vào trường y chắc chắn là phải học sinh. Và bắt đầu từ năm cấp 2 là tôi bắt đầu chọn sinh. Và khi năm cấp 2 tôi xin thưa các bạn là thời của tôi là khóa tôi không biết gì luôn. Thế thì khi vào chuyên sinh cấp 3, học một buổi đầu tiên xong rồi tôi chết cha rồi, của ai về rồi thì không biết gì về hóa. Thế là cô giáo đầu tiên là ok, em có cổ đấy, không có gì phải lo. Và một tháng sau thì tôi dự thi hơn để học hóa. Và khi thi đại học điểm hóa điểm cao nhất và điểm sinh là điểm thấp nhất, mặc dù tôi học chuyên sinh. Thế thì khi tôi làm bác sĩ thì sau khi tốt nghiệp trường y xong thì các bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì? Sau khi tốt nghiệp trường y tôi sẽ làm gì? Là bác sĩ. Thế thì ngoài là bác sĩ ra thì tôi có thể làm gì sau khi tôi tốt nghiệp trường y? Làm y tá. Ok, đúng rồi, làm gì nữa? Về nhà ngủ ạ. Về nhà, đúng rồi. Về nhà ngủ lấy vợ. Sắc, cuộc đời chỉ thế thôi. Khi đi học trường y thì chắc chắn không thể là bác sĩ được. À, không thể là y tá được. Tối thiểu cũng sẽ phải là bác sĩ. Đấy là hoặc làm trình dược viên, hoặc về nhà lấy vợ. Đó nhỉ? Thế đấy là câu chuyện của cuộc đời thôi. Và khi tôi học trường y xong, tôi làm ở bệnh viện một thời gian. Nhưng mà khi làm ở bệnh viện tôi thấy rằng tôi không thể đủ sống được với đồng lương của bác sĩ.
nếu mà là thu nhập trên 9 thì tôi không thể định ngay được, thậm chí không mất tiền để cho bệnh nhân khi mà họ đến không có tiền để khám chữa bệnh. Thế là cuộc đời tôi đã bắt đầu xem xe mới. Thì các bạn sinh viên ở đây sẽ làm gì? Các bạn ở đây là hiện đang có 3 ngành là ngành công tác xã hội. Các bạn sinh viên xã hội đầu giơ tay giúp cái nào? Ít thế. Vài bạn này rồi hả? Ok. Thế còn ngành ở Việt Nam học đâu ạ? Cũng rất ít thêm ngành Hàn Quốc học. Ây à, kinh. Thế các cổ quả các bạn là ai? Ok, cảm ơn các bạn. Rất là bất ngờ. Đúng là đi theo xu thế của thời đại và cái guồng máy phát triển đó hoàn toàn chính xác. Trước khi bắt đầu vào bài nói chuyện của tôi thì tôi xin nhờ các bạn một chút xíu công việc. Nhờ các bạn như này nhá, đề nghị tất cả các bạn vỗ tay đúng không ạ? Các bạn vỗ tay. Xin mời, đấy là khi các bạn vỗ tay là các bạn nằm ngồi rồi. Bây giờ xin mời các bạn đứng dậy rồi. Tất cả các bạn. Thế thì hôm nay đối với sinh viên của Đại học Thăng Long
Mới đầu tôi hình dung là sinh viên của ngành công tác xã hội, là ngành là sinh viên rất là đông, bởi vì tôi đang giảng dạy cho khoa công tác xã hội ở môn sức khỏe cộng đồng của một trường đại học ở Hà Nội. Sinh viên là có nhiều bạn, khá khá đến các bạn ở đây. Và thật bất ngờ khi mà khối sinh viên hàng này rất là đông, và những xu thế của thời đại khi mà tôi đi dạy cho các doanh nghiệp Hàn Quốc là ngành dệt may, rất nhiều người hàng. Đó chưa? Thế thì buổi hôm nay của các bạn, tôi sẽ nói quái gì để cho các bạn bảo ồ, thằng cha này đến đây cũng có ích đấy. Và mình nghĩ của tôi thì đi theo một tư duy logic, giống như cái sở dụng ấy, đau của người đàn ông với người phụ nữ có giống nhau không? Cùng một vị trí đau giống nhau không? Không biết được. Ok, nếu mà các bạn mà đến đây ngồi mà không có thời gian để nghe hay vì cắm mặt vào điện thoại di động ấy, thì các bạn có thể về rồi ạ. Còn nếu các bạn mà nghe thì các bạn cố gắng là đừng ghi chép gì cả, tôi chỉ có một tiếng nói chuyện với các bạn thôi. Tôi sẽ trao đổi với các bạn về mặt tư duy logic. Các bạn hiện nay đang là ai? Đúng không, là sinh viên đúng không nhỉ? Và khi ra trường các bạn sẽ là ai? Công dân. Công dân đương nhiên rồi, trai trả lời rất chuẩn. Vậy thì bạn sẽ làm gì? Đội mà ở khoa Hàn Quốc đây các bạn sẽ làm gì? Hàn Quốc à? Em Hàn Quốc à? Cũng không biết có hay không, nhưng mà tôi có bóc cổ chia đài đâu. Em là gì? Ở khoa gì ạ? Sinh viên khoa Hàn ra trường em sẽ làm gì? Tức là em ra trường em sẽ làm phiên dịch. Phiên dịch? Đúng không ạ? Có ai cảm ơn bạn? Có ai không làm phiên dịch mà làm gì khác không? Nếu các bạn làm khoa Hàn, nói to lên. Sinh viên ra năm rồi nhất thì ra trường các bạn làm gì? Lấy chân Hàn Quốc, đúng rồi, chuẩn luôn. Và sang Hàn Quốc nhổ củ cải, làm kim chi, xuất khẩu công về Việt Nam, tiền đến mỏi tay. Có thể tôi với các bạn chưa quen nhau, nhưng mà khi tôi làm vị trí, tôi cũng làm những cái phỏng vấn ấy, bởi vì tôi tuyển người rất là nhiều. Rất nhiều sinh viên ra trường, các bạn sẽ làm gì? Có người đi làm, có người ở nhà lấy chồng, đúng không nhỉ? Học làm gì cho đầu co mắt chố, về lấy chồng với dân số ra nghe. Rồi, các bạn sẽ làm gì? Thế thì rất nhiều người đã bao giờ ngồi đây, chính các bạn sinh viên đây đặt câu hỏi là ôi, thế tôi có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm gì không? Để tôi làm phiên dịch. Để tôi lấy chồng hàng. Theo các bạn lấy chồng hàng thì cần có kiến thức không? Có cần có kỹ năng không? Có cần có trải nghiệm không? Ở nhiều trải nghiệm cũng thôi, có thể là trải nghiệm với người Việt, với người Hàn khác, đối với đến khách hàng này chẳng hạn, đúng không nhỉ? Các bạn phải có cái đó, đúng không nhỉ? Vậy các bạn đã có mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho nó rồi. Thế thì trên con đường các bạn đi tới mục tiêu đó, ai sẽ là người đồng hành của các bạn? Đúng nhỉ? Nếu mà các bạn cứ ngồi im như vậy ấy, thì muôn đời giống như 23 năm trước sinh viên cũng ngồi im khi mà thầy giáo hỏi. Các bạn là sinh viên của 194 và Thăng Long khá nổi tiếng. Việc của các bạn là phản ứng, trao đổi. Thế là cùng với tôi nhớ hơn. Đấy là câu chuyện của các bạn. Thì tôi sẽ đi vào cái đầu tiên để hỏi các bạn nha. Các bạn đến từ ba khoa này. Đúng không? Sinh viên của Thăng Long đây. Ba cái khoa này đây. Và khi các bạn đến từ ba khoa này, các bạn vào ngày đẹp trời, các bạn đang học năm thứ mấy rồi? Thứ hai rồi, sinh viên đang còn non lắm. Ở đây bao nhiêu bạn đi làm rồi giơ tay? Tương đối các bạn làm gì nhở? Áo xanh. Cứ ngồi nói không phải đứng dậy làm gì? Làm phục vụ quán ăn. Làm phục vụ cho quán ăn. Đúng không ạ? Ok, đấy là một công việc. Đúng không nhỉ? Thế khi mà các bạn đi làm ngoài như vậy, các bạn có xác định mục tiêu các bạn làm có gì không? Tiền, đương nhiên rồi. Gì nữa? Hả? Kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Gì nữa? Một câu trả lời cực kỳ quan trọng. Quan hệ. Ờ nhỉ? Câu hỏi. Em quan hệ như nào với chủ hộ? Chủ quán ăn? À, em không đi làm quán ăn. Thế câu hỏi các bạn. Thế câu hỏi nói chung các bạn. Khi mà các bạn quan hệ như nào với chủ quán ăn, các bạn đi làm phục vụ quán ăn?
người làm thuê và ông chủ, đúng không nhỉ? Có khi nào ông thuê đặt bàn, bố em không tiền trả đen cho bố về? Có. Khi nào? Khi bực quá. Vì sao đấy? Không trả lương. Các bạn là những người thua cuộc. Các bạn là những người thua cuộc rồi. Nếu các bạn ở đây đã cuốn sách cha đầu tranh chứ nhỏ, các bạn sẽ không có những câu trả lời nên thật nghĩ phải khá hơn chứ. Các bạn ở dân kinh doanh hay không phải dân kinh doanh thì kiến thức về xã hội của các bạn là cực kỳ quan trọng. Và với kinh nghiệm của tôi cho thấy là sinh viên kiến thức xã hội hết sức cực kỳ vô cùng quá kém. Tôi có đi dạy cho sinh viên một số trường đại học, kiến thức xã hội của các bạn yếu vô cùng tận. Thế thì sinh viên đang làm sẽ tốt nghiệp thì ok, đấy là ngành vi hòa 2 năm nữa các bạn, đúng chưa? Sau khi sinh viên làm cảm thấy trong lúc các bạn đi học như này, các bạn chỉ khao khát được đi làm một chút tiền kiếm tiền, đúng chưa? Có kinh nghiệm, có quan hệ, đúng chưa? Nhưng khi ra trường rồi, khi ra trường rồi, các bạn sẽ làm gì theo ngành học của mình? Thế tôi hỏi nhá, ở đây là sinh viên là khối hàng là rất là nhiều. Tôi hỏi là các bạn sinh viên qua hàng ấy, các bạn có được nhà trường ngồi cùng các bạn thảo luận như này, chia sẻ với các bạn thông tin tại sao các bạn lại học qua hàng? Hiện nay thị trường có những nơi nào để cho các bạn khi ra trường các bạn xin việc được? Có chưa? Đúng không nhỉ? Tức là họ phải có một cái thông tin cho các bạn là em học khoa hàng của trường nào đó. Các bạn khi ra trường sẽ xin được vào chỗ này chỗ kia. Đó nói chuyện đấy chưa? Năm thứ hai rồi, chưa nói đến các cung bút điểm năm thứ tư xong trong đấy đi hỏi người khác ạ. Trước khi các bạn vào trường, các bạn phải đặt câu hỏi: ơ, mình đi bóng hoa để làm gì nhỉ? Để trường Trung Quốc. Đúng nhỉ? Vì hôm trước có mấy thằng hàng, mấy thủ vai, mấy chiếc phim đẹp trai lắm. Rồi khi mà các bạn đặt cuộc đăng ký thi vào khoa, có đơn vị nào để, hoặc là ban công tác của trường Thăng Long đến từng trường phổ thông quảng bá về trường Thăng Long cho các bạn và giới thiệu khoa của chúng tôi, khi các bạn học ở đây này, các bạn sẽ được cơ hội này, cơ hội kia và ra trường các bạn sẽ có tỷ lệ thành công trên kiếm việc ở bao lâu. Phải như thế chứ, tức là các bạn phải nhìn thấy đâu ra thì các bạn cắm đầu vào, giống như ê, trường này để đi ra trong cửa thoát hiểm, tao phải chạy ra đây chứ, bây giờ tôi chạy cái bục này. Các bạn hiểu tôi nói không? Đấy là một khoảng trống trong đào tạo của Việt Nam. Thế bây giờ các bạn sinh viên thứ hai rồi, tôi hỏi tiếp là bây giờ các bạn không biết đi đâu nữa, thế thì tự bản thân các bạn là người rất giỏi, đã bao giờ bạn nào lên lên internet để tìm xem ồ, mình tốt nghiệp khoa hàng thì sẽ có cơ hội làm việc này, được không nhỉ? Khi tôi đi vào các công ty dệt may do người Hàn Quốc làm chủ, tôi làm việc với các bạn chủ, thậm chí là chủ tịch tập đoàn chứ đừng nói là các công ty, họ ngồi nói chuyện với tôi họ bảo công nhân Việt Nam chúng mày tao không biết nói gì, và chỉ xem các bạn là nhân viên văn phòng, họ bảo tao cũng không biết nói gì hơn. Đây là mấy người Hàn Quốc nhá. Chứ còn nếu các bạn vào công ty của Nhật, các bạn thì choáng nữa. Mà người Hàn Quốc thì cực kỳ nóng tính, chửi thẳng cánh. Thế là bạn kia đập bạn trả hết cho bố về, thua rồi. Kỹ năng kiểm soát, kỹ năng đàm phán, kỹ năng xét định vấn đề, giải quyết vấn đề, cứ đi đấy. Chúng ta đang là người làm thuê, được chưa? Chứ không phải là bố của nó. Và đấy là một trong đặc tính đặc trưng của rất nhiều người Việt Nam. Cứ như là bố như thế này. Tôi xin lỗi là tôi là rất là thô thiển học. Tôi có sao thì nói vậy.
Thế là các bạn hãy coi rằng là buổi tôi chia sẻ hôm nay là những kinh nghiệm thực tế từ bản thân tôi. Các bạn tốt nghiệp, các bạn sẽ làm gì? Rất nhiều người đứng trên bục cao của đỉnh vinh quang, đúng không nhỉ? Rất là các bạn đạt điểm giỏi đúng không? Và rất tự hào, trong đó một số bạn đạt trưởng bao nhiêu lần rồi? Năm nay tốt nghiệp. Các bạn phải nhìn xung quanh xem có biết bao nhiêu người học giỏi, tốt nghiệp loại giỏi về làm gì? Xe ôm Grab bây giờ có công việc rồi, đúng không nhỉ? Rất nhiều người thất nghiệp. Cái câu chuyện của chúng ta, các bạn sẽ làm gì tiếp nhỉ? Đây một hình ảnh tôi đọc cho các bạn. Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố, vừa tốt nghiệp đã là bố rồi. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi. Cho ý kiến. Bao nhiêu người trong số các bạn sẽ làm việc đấy? Đây là người đàn ông đứng được ra ngoài đường, rất là khỏe mạnh không? Khỏe mạnh và đã là bố rồi. Chuyện đấy không bàn cãi, chuyện đấy không quan trọng. Nhưng bạn ấy ra ra biển bạn cần xin việc. Và vẽ rất đẹp, một người cũng biết cách xin việc. Đây là một con đây phải khi đang xin việc không? Có. Có. Thế bây giờ thử xem là ở Hà Nội rất nổi tiếng không? Mà trên diễn đàn các thánh chém là chém tơi bời mọi người. Các bạn nhìn hình ảnh bao giờ chưa? Một người đàn ông khỏe mạnh hay là yếu đuối? Rất khỏe mạnh. Tôi ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Như vậy, xin làm ơn hãy cho tôi có việc làm là nhân viên bán hàng. Một thằng đàn ông chỉ quỳ trước cha mẹ và lá cờ tổ quốc thôi, thế lại đi quỳ để xin việc. Nhục nhục nhã không? Rất đau lòng khi mà nền giáo dục của chúng ta từ mẫu giáo ấy không dạy cho người Việt một điều cực kỳ cơ bản, đó là lòng tự trọng. Hoặc là lòng tự trọng rất quan trọng. Điều này có thể làm bất kỳ việc gì, tại sao lại xảy ra ngoài đường như này? Đấy, trông khá là đẹp trai, là khác. Và biết đâu một anh Hàn Quốc của bạn ở bên Hà là như này, anh sang Việt Nam cũng cứ được vậy. Và khi tôi làm việc với tổ chức lao động quốc tế, rất nhiều phụ nữ ở miền Tây lấy chồng Hàn Quốc, rất nhiều người cực kỳ khổ vậy. Và khi họ bỏ trốn Hàn Quốc, họ trở lại Việt Nam, họ tàn tạ như thế nào, và bọn tôi phải hỗ trợ họ rất là nhiều. Bản thân tôi phải đi hỗ trợ họ rất là nhiều. Trong cái dự án của tôi phải hỗ trợ cho nạn nhân di cư. Cái đôi lúc nào cũng di cư, chỉ có điều là hợp pháp hay là không hợp pháp. Và rất nhiều người có một cuộc sống hạnh phúc gì đó, nhưng cũng không biết hạnh phúc như thế nào. Bởi vì người Việt giống răng tàu, bị giá được chữ sĩ diện, to cổ bố chữ trắng, chồng đánh cho cả ngày, vẫn bảo ông em rất hạnh phúc. Và xin thưa các bạn, giới trí thức chúng ta bị chồng đánh rất nhiều. Đây, các bạn ra trường này, các bạn đi tìm tuyển dụng, đúng không nhỉ? Các bạn đưa phỏng vấn, và ước mơ cuối cùng của bạn, có một chỗ làm việc như thế này đây. Có đúng thế không các bạn? Công việc cuối cùng các bạn phải mong đợi là có một chỗ này để cho tao làm. Thế các bạn sẽ làm gì trên tiến trình như này các bạn? Được không nhỉ? Một tỷ lệ vô cùng lớn các bạn sẽ đi vào căn phòng này. Các bạn năm thứ hai sinh viên của trường Thăng Long rồi, tôi hỏi các bạn là thế các bạn đã xác định mục tiêu của bạn đi làm đâu chưa? Chưa có. Thì các bạn đã bao giờ làm bài tập gọi là mapping, lập bản đồ ở cái đất Hà Nội này? Nếu các bạn muốn ở lại một, có bao nhiêu khoa, bao nhiêu trường đang đào tạo sinh viên tiếng Anh? Các bạn đã làm cái đấy chưa? Chưa. Xin lỗi hỏi các thầy cô ở trường Thăng Long, mình đã làm cái đấy chưa? Mình phải làm để xem, thằng kia nó cũng đào tạo sinh viên này, mình là Thăng Long mình cũng đào tạo sinh viên này, vậy thì mình hơn nó điểm gì, thua nó điểm gì?
để khi mà trung tâm đại học doanh nghiệp của Đại Thăng Long họ giới thiệu doanh nghiệp các công ty Hàn Quốc chẳng hạn, được không nhỉ? Ê, bọn mày đến Thăng Long đi, mở hỗ trợ tuyển dụng đi, sinh viên khoa của bọn tao đây, mày học phần chất kia đi, được thì mình nhận, không được hẹn năm sau gặp lại. Thì ngon như thế nữa chứ, để cho mỗi một lần tuyển sinh của trường Thăng Long thí sinh ô nôm đổ về khoa này. Bởi vì sao? Họ xem video ở trên website của trường, trung tâm quảng bá của trường Thăng Long rồi. Đây các anh chị nhìn đi, tôi không cần mất tiền quảng cáo. Các bạn có thấy đúng không? Quá chuẩn luôn. Thế như thế mới ra tiền, thế thì trường các thầy cô mới đến tiền mỏi tay được. Bởi vì chính các bạn là người đóng tiền cho họ. Và khi các bạn có một tiếng tốt ở bên ngoài, chính các bạn lại quay về trường. Thầy ơi, cô ơi, công ty em thế này thế kia đây đang tuyển 200 sinh viên Hàn sang Hàn Quốc đây chọn. Nhu cầu mà. Đúng chưa? Ok, xin lỗi các bạn nè. Và tôi sẽ quay lại với các bạn ngày hôm sau.